Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Hoa xin tên niềm vui cuộc sống. Cũng như mình đã chia sẻ ở video số 59, thì ở tiểu bang của mình năm nào cũng có tuyết, ít nhiều ha cả nhà. Hôm nay thì mình và anh xã sẽ xúc tuyết ở nhà nha cả nhà. Hơn 20 năm nay thì mình để ý cứ khoảng 3-4 năm thì là có một trận bão tuyết. Thì năm nay nó cũng rơi vào một trận bão tuyết. Thì tuyết bắt đầu vào sáng ngày 26 cho tới lúc mà hôm nay mình làm video này là ngày 30. Tuyết vẫn rỉ rả rơi ngày đêm nha cả nhà. Tới giờ này thì có thể là đo được khoảng 5-6 inch, thì khoảng là 10 cm. Thì mỗi năm mà tới cái mùa tuyết rơi này á, mình thường hay cầu nguyện cho cái lúc mà tuyết nó rơi xuống á, thì là mọi người được ở nhà, thì mọi người được bình an, không phải chạy xe ở ngoài đường thì nó sẽ không có những cái tai nạn xe cộ đáng tiếc đó cả nhà. Năm nay sau khi đã dự thánh lễ ngày 24-25 Noel thì sáng 26 tuyết bắt đầu rơi, cũng đúng lúc mọi người được nghỉ ở nhà để hưởng những ngày Noel ấm áp bên gia đình. Ngày xưa lúc mà mấy con mình nó còn nhỏ thì nó cũng ra xúc tuyết chơi tuyết chung, bây giờ nó lớn rồi thì nó không có chịu ra nữa. Chỉ có hai vợ chồng ra ngoài xúc tuyết rồi mình làm mấy cái ông già Noel, bà già Noel để cho cả nhà coi. Tuyết xuống thì ở nhà có cái gì xài cái nấy cả nhà ơi. Mình có cà rốt làm mũi rồi thì mắt với lại mấy cái nút áo thì mình dùng cái vỏ con ngao nha cả nhà, để làm cho hai ông bà người tuyết. Tuyết rơi có năm đúng vào đêm 24 Noel, năm nay thì rơi đêm 25 rạng sáng 26, thì người Mỹ kêu là White Christmas nha cả nhà, tức là Noel trắng. Mùa đông năm trước á, thì tuyết rơi trễ vào đầu tháng 1 của năm nay, tức là vào Tết Việt Nam mình á. Mùa đông năm nay thì tuyết rơi sớm hơn tí vào những ngày cuối năm của năm 2020-21. Mấy tuần trước đây á, thì có một cái sao chổi nó xẹt qua. Những cái năm mà có sao chổi á, nghe mọi người nói là thường có thiên tai, lũ lụt rồi thì làm ăn cũng rất là khó khăn đó cả nhà. Bây giờ thì cũng là những giây phút, giờ phút cuối cùng của năm 2020-21, thì sắp chuyển qua năm 2022, mình cũng cầu chúc cho toàn thế giới sớm qua được đại dịch này, để mọi người luôn vui vẻ, bình an, sống chung với gia đình. Và những ai chẳng may mắc phải cơn bệnh COVID thì sớm được lành bệnh, mạnh khỏe, bình an cùng gia đình. Mình cũng cảm ơn cả nhà một năm qua luôn theo dõi ủng hộ kênh của mình. Mình cũng chúc cho cả nhà năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và may mắn, thành công và thật nhiều thành công hơn nữa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nha cả nhà. Cả nhà mình coi ông người tuyết năm ngoái của mình nè, ông ốm vậy á, năm nay hả, ông có thêm cái bà già người tuyết nữa, hai người ở nhà, không có đi làm mùa COVID, ăn xong rồi hai anh chị mập ú à cả nhà ơi. Cả nhà mình coi ngày 28 nó cũng vẫn còn rớt nè cả nhà. Bữa nay á thì 30 nó cũng vẫn còn rớt nhiều, nhưng mà bây giờ mình đang làm video rồi mình không có quay nữa. Nó rớt nhiều lắm, cứ cào xong nó lại rớt.
Nhà mình thấy ngày 29 này nó rớt thêm là trận thứ hai nữa là bắt đầu là nhiều phủ luôn ông bà già tuyết của mình luôn á. Hôm nay thì mình chia sẻ những cảnh bão tuyết của năm 2021 cho cả nhà coi. Thì cũng đã sắp tới giờ giao thừa rồi cả nhà. Bây giờ thì bye bye 2021. Bye bye. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video sớm nhất của năm 2022. Bye bye cả nhà. Bye bye.